công ty trang thiết bị y tế Winbook của chúng tôi mang đến triển lãm những cái sản phẩm hàng đầu trên thế giới của những cái công ty trang thiết bị hàng đầu, và trong đó có Joe. Và hôm nay chúng tôi trân trọng giới thiệu một sản phẩm đến từ Joe. Xin hỏi quý vị, xin được phép hỏi quý vị có đã từng thấy cái máy này, cái thiết bị này ở đâu chưa ạ? Như thế này hoặc là tương tự như thế này ở đâu chưa ạ? Xin mời, ai đã thấy là giơ tay giùm tôi ạ? Kim Jong-suk, Mr. Kim Jong-suk, please. Have you seen this machine before? Yes. Yeah. Như vậy là có ai thấy cái máy này ở đây ở đâu không ạ? À, chúng ta có thể là chưa thấy. Thì tôi cũng chia sẻ một cái câu chuyện của mình. Thì cách đây hơn 10 năm, tôi có nhận một lời mời của một công ty trang thiết bị y tế ở Bỉ. Cho nên tôi có một cái chuyến đến Bỉ. Thì khi đến Bỉ thì tôi có một cái thời gian quá cảnh tại Frankfurt ở Đức rất là dài, 5 tiếng đồng hồ. Khi đó không biết làm gì hết thì đi loanh quanh sân bay. Và đặc biệt tôi phát hiện tự nhiên là mình thấy cái gì cũng lạ mà. Có tại sao cái máy này cứ đi vài bước là có một cái, đi vài bước là có một cái. Mà Việt Nam cũng có. Sau đó mình nghiên cứu, mình thấy tại vì họ có một cái biển báo rất là, có một trái tim màu đỏ rất là lộng lẫy. Và mình thấy tên tiếng Anh thì dịch ra thì là máy xúc tim. Thì lại càng ngạc nhiên nữa. Thì tại sao máy xúc tim lại lung tung thế này? Rất là ngạc nhiên luôn. Đó là sau đó khi mà nghiên cứu sâu về cái máy này thì chúng tôi bắt đầu phân phối tại thị trường Việt Nam. Đó, và nếu mà các anh chị để ý thì các anh chị thấy cái máy này nó sẽ xuất hiện rất là phổ biến ở nhiều nơi, ví dụ như là ở hồ bơi. Ở Việt Nam chúng tôi làm ở sân bay Nội Bài, sân bay quốc tế ga T2 Nội Bài. Máy này xuất hiện ở hồ bơi để cấp cứu cho những người đuối nước. Gần đây chúng ta thấy là trên truyền thông có rất nhiều cái vụ đuối nước mà chúng ta không cấp cứu kịp. Và nếu cấp cứu thì là lại sống lại bình thường luôn, không có một cái di chứng gì luôn. Ở nước ngoài thì cái máy này đặt ở khắp nơi, những nơi công cộng đông người, máy bên sân bay, tàu điện ngầm, siêu thị và những cái building, những cái tòa nhà lớn. Đó. Và hôm nay để giới thiệu kỹ cho quý vị ở đây về cái máy này hơn thì tôi xin mời bà Mai Thị Quý Thảo là đại diện của Joe Việt Nam sẽ giới thiệu về cái máy AED này ạ. Xin mời. Xin cảm ơn phần giới thiệu của chị Hạnh. Kính thưa quý vị, thì cái phần chia sẻ rồi của các công ty rất là hay về các thiết bị giường bệnh nhân, máy tắm cho bệnh nhân cũng như là thiết bị vận chuyển bệnh phẩm trong bệnh viện. Thì hôm nay hãng Joe tại Việt Nam cũng xin phép có một phần minh họa hơi khác người chút xíu, nhưng mà hy vọng là sẽ giúp cho quý vị đại biểu cũng như các anh chị hiểu hơn về cái thiết bị máy xúc tim tự động mà chị Hạnh vừa giới thiệu. Tình huống chúng ta sẽ có một tình huống nho nhỏ với lại sự trợ giúp của một vài diễn viên không chuyên ạ. Em sẽ là người dẫn chuyện. Hôm đó là một ngày thứ ba bình thường, như mọi ngày khác. Anh Nguyễn, 40 tuổi, đang đi bộ trên đường ra khu trung tâm hội nghị thì bỗng nhiên anh ngã xuống. Ngay lúc đó thì có anh Phúc đi ngang qua, vội chạy lại. Thật là may là anh Phúc vừa học một lớp sơ cấp cứu First Aid do Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ tổ chức. Anh ấy biết ngay mình phải làm gì. Anh Phúc kiểm tra xem anh Nguyễn có thở không, có mạch hay không, và lay gọi xem anh ấy có đáp ứng lại hay không. Và ngay lập tức anh ấy lấy điện thoại gọi cấp cứu 115. Tình cờ anh Đào cũng đang đi ngang qua vì đây là một khu vực rất đông người. Anh Phúc gọi anh Đào mang máy xúc tim tự động đến. Trong tình huống này anh Phúc biết rằng chỉ có hồi sinh tim phổi CPR chất lượng cao mới có thể giúp duy trì cơ hội sống sót cho anh Nguyễn. Anh Đào đã chạy đến sảnh của trung tâm hội nghị, nơi luôn có sẵn một cái máy xúc tim tự động, trong vòng 3 phút. Khi xe cấp cứu đang trên đường đến nơi thì ngay lập tức anh Đào và anh Phúc thay nhau cấp cứu tại chỗ cho nạn nhân. Một người ép tim tại chỗ, một người chuẩn bị máy xúc tim tự động. Ngay lúc này anh Nguyễn, người mà trái tim đang không còn đập hiệu quả để bơm máu đi nuôi cơ thể, đặc biệt là bơm máu đi nuôi não và tim,
đang rất cần sự giúp đỡ của hai người cấp cứu qua đường là anh Phúc và anh Đào. Ngay sau khi gắn máy AED cho nạn nhân là anh Nguyễn, máy lập tức báo nạn nhân đang được cấp cứu là người lớn và máy sẽ hướng dẫn hai anh cấp cứu theo các bước tuần tự. Hiện tại máy báo không chạm vào nạn nhân để phân tích nhiệt và máy báo bấm nút sốc tim. Sau đó máy tiếp tục hướng dẫn người cấp cứu ép tim chất lượng cao theo tiêu chí của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ là ép 100 tới 120 lần một phút và ép 5 đến 6 cm độ sâu. Khi chúng ta nghe tiếng beep, tức là tần số ép để đảm bảo 100 đến 120 nhịp một phút. Nếu anh Phúc ép tim không đủ sâu, máy sẽ báo là ép mạnh hơn. Máy sốc tim tự động AED cũng tự đo nhịp tim và yêu cầu sốc tim khi cần thiết và giúp cho người cấp cứu làm được ép tim chất lượng cao theo tiêu chí của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ. Sau 20 phút thay nhau ép tim liên tục với sự hỗ trợ của máy AED Plus, anh Nguyễn được sốc tim 2 lần thì xe cấp cứu đến hiện trường. Thật may là lúc đó anh Nguyễn tỉnh lại. Tôi là nhân viên y tế của bên trung tâm 115, tôi làm việc kiểm tra bệnh nhân. Nhưng đã có thành và thở trở lại. Thật may anh Nguyễn tỉnh lại và đứng dậy bắt tay vui vẻ. Cảm ơn những người đã giúp cứu sống mình. Kính thưa quý vị, đại biểu, vừa rồi là một câu chuyện ngắn mô phỏng một tình huống có thể xảy ra với bất kỳ ai, bất cứ đâu. Khi một người bị ngừng tim, hay còn gọi là ngừng tuần hoàn, ở châu Á, theo thống kê năm 2016, cứ 100.000 dân thì có 60 người có thể gặp phải tình trạng này. Tỷ lệ tử vong thường lên đến 90%. Với những tình huống ngừng tuần hoàn như thế này, chỉ có hai điều là quan trọng nhất có thể giúp cứu sống bệnh nhân. Thứ nhất là ép tim chất lượng cao, và thứ hai là sốc tim càng sớm càng tốt. Nếu không có những chiếc máy AED như thế này được bố trí ở những nơi công cộng như sân bay, trường học, hồ bơi, khách sạn, trung tâm hội nghị, trung tâm mua sắm, thì cơ hội cứu sống những nạn nhân ngừng tim là rất thấp, vì điều kiện giao thông ở các thành phố lớn như Việt Nam thì cần nhiều hơn 10 phút để xe cấp cứu đến hiện trường, mà chúng ta chỉ có dưới 10 phút để cấp cứu nạn nhân. Chúng tôi ước ao là những chiếc máy như thế này sẽ ngày càng được bố trí rộng rãi ở những nơi đông người tại Việt Nam để giúp cứu sống những trường hợp ngừng tim đột ngột sớm nhất có thể. Xin cảm ơn.